Okay. Một cái phần lớn. Ở đây là ai chúng ta đi công viên? Bà nghe đi công viên có câu câu là gì? Trên đời này không có cái gì để chúng ta phải sợ hãi, mà chỉ có những cái cần người chúng ta nhận thức. Các bạn hiểu không? Các bạn có hiểu không? Nothing is to be feared, but to be understood. Các hiểu không? Trên đời này không có cái gì để chúng ta phải sợ hãi, mà chỉ có những cái nó cần người chúng ta nhận thức tới đời này giống thôi. Và tôi nói hôm nay này ra họ có rất sợ. Chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta yêu nhau, chúng ta lấy nhau, chúng ta hiểu nhau. Thật ra chúng ta yêu nhau, lấy nhau, chúng ta hiểu lòng ngài. Trong thời gian này là không thích này. Lấy được người mà thương là may mắn. Mà thương được đứa mà lỡ chú ý của mình rồi. Bởi vì thế này hốt gì? Đó, thế giới này nó là cái là người hiểu. Cho nên, hốt thế là gì? Ở đây là người ai cũng hốt thế không? Cổ tập thì đạo. Cổ đế là cái cần được nhận định, tập đế là cái cần được đề mọt, diên đế là cái cần được tiến bộ, và đạo đế là cái cần được hành trình. Bữa nay tôi hơi leo về như sao trong bài viết này, các bạn văn viên tôi định nghĩa về cổ đế. Thế này, cổ đế là gì? Tất cả mọi thứ trên đời này đều là cổ. Mọi thứ trên đời này đều là khổ. Vì sao vậy? Là vì trên đời này cái gì mà nó làm cho mình thấy thích á, nó cũng gián tiếp gieo khổ cho mình khi mình không có được nó, em hiểu không? Và có được nó rồi không giữ nó hoài cho mình được. Vì vậy thì cái ngọt trên đời này nó cũng là cái khổ nhất thiết. Rồi bây giờ qua đến tâm thì không cần nói nhiều nữa, tâm phải là khổ cái nhất này. Nhưng mà cái ngọt bản thân nó còn cái khổ nhất thiết. Tại vì sao? Vì đi kiếm tiền cái mình thích ấy, là bao nhiêu thứ nhiều thêm, mà có được nó rồi mình chịu từ món đó. Và có đó này nó mới là thế nào này. Mình có được nó rồi, một là mình không giữ được nó bắt tự nó buồn khỏi tay mình, còn hai đó nó không chịu buồn nó là chán hết. Là cái thích của mình nó vô thường, hoặc là cái bản thân của nó vô thường. Nói vậy có nghĩa là mọi thứ trên đời này là khổ lần thì sao? Vì nếu nó là cái ngọt ngào thì nó đem lại cho mình cái khổ gián tiếp. Còn nếu nó là cái cay đắng thì nó đem lại cho mình cái khổ trên tay. Như vậy thì mọi thứ trên đời này đều là khổ, đó là sai biệt. Thứ hai, nếu mọi thứ trên đời này đều là khổ, vậy thì từ đó suy ra ăn thích cái gì cũng là thích trong cái khổ, đúng không? Nếu mọi thứ đều là khổ thì những gì ăn thích đục tiền là thích trong khổ. Khi ăn thích trong khổ thì anh sẽ đầu tư cái khổ, nghe hiểu không? Nghe hiểu không? Khi anh thích trong cái khổ, anh làm cái đầu tư cái khổ, chuyện nó quá dễ hiểu. Cho nên cái chuyện đầu tiên khổ đấy là gì? Mọi cái hiện hữu trên đời là khổ. Thứ hai, bây giờ thì lại thứ hai, nếu mọi thứ đều là khổ thì chuyện gì ta thích nó còn tiền ra thích trong khổ, thì là thích trong khổ. Như vậy thì muốn thoát khổ thì ta đừng tiếp tục thích khổ nữa, đúng không? Hiểu không? Dạ. Ví dụ như bây giờ ngày xưa tôi nhìn cái gì đó tôi thích, tôi nghe cái gì đó tôi thích, tôi ngửi cái gì đó tôi thích, tôi nếm cái gì đó tôi thích, tôi xúc chạm cái gì đó tôi thích, tôi suy tư cái gì đó tôi thích. Thì khi mà tất cả những cái đó đều là khổ, gián tiếp là trực tiếp, đúng không? Dạ. Điều này mình tiếp tục là khổ. Mà nếu mà tôi có thích thì có nghĩa là tôi đang đầu tư cái khổ. Vì sao? Nếu nói rằng là tôi còn thích trong năm dung thì có nghĩa là tôi sẽ phải tập để có dung. Tôi thích trong cảnh thiền sắc thì tôi sẽ quay về với cõi sắc kia. Tôi thích trong cõi thiền vô sắc thì
tôi sẽ sắp đầy vào câu ca điều đó. Người tìm đến Phật pháp có ba hàng, cái hàng thứ nhất cái gì cũng thích, không phân biệt gì ai. Hàng thứ hai sợ khổ muốn vui nên lâm ác thành thiện. Hàng thứ ba thấy hàng ba là cao, tôi nhắc lại hàng thứ nhất cái gì tôi thích thì tôi chạy ra. Hàng thứ hai cái gì ác thì tôi đánh, cái gì thiện thì tôi làm, nên sợ là vì tôi sợ khổ và muốn vui. Hàng thứ ba thấy là vì khổ và vui đều là khổ, nên thiện ác đều là nhân khổ. Tôi nhắc lại, khi mình đưa cái tàu thì mình thấy mình chỉ chạy tới cái tàu thôi, mình không phân biệt được cái tàu cái đó phải chạy. Mình khi mình bị đảo rô thì mình lắng nghe làm gì, là mình vì mình không muốn làm nghe thì bị khổ, và mình muốn làm gì thì có thể bị khổ. Nhưng mà lên một cái level khác sẽ phải cao hơn, là mình thấy rằng khổ vui nó đều là khổ hết, có một điều là đây có thể ngán hết thôi. Cho nên nếu như vậy thì thiện hay ác nó cũng là nhân khổ. Đó là lý do tại sao hành giả thiện sinh chỉ có quán chiếu mà không có theo đuổi. Không biết có nghe chưa, có biết có nghe chưa? Hành giả thiện sinh là chỉ có quán chiếu chứ không theo đuổi là sao? Tôi nhớ như vậy, tôi nói ngoài mà tu hành có hai cách, là cách của người thải nhiều và cách thải chiên. Cách thải nhiều nên là mình lọt thả nó nhiều ra một năm dây kéo, mình làm bước mình còn lấy cái bao mình tỏ lòng còn rất mưa đó, mình mong được đẹp trai, mong nhà giàu giỏi, mong được về thảm thiên, mong được yên tâm, mong được nhan sắc là thế kiểu là của thành là bước người thải nhiều. Còn cách là bước người thải chiên có nghĩa là buông chiên ra rồi không quay lại ai, nghe hiểu chưa? Đó là cách tu của người thải chiên. Cho nên cái chuyện đầu tiên ở đây đó là chúng tôi phải làm trên nghĩa quốc tế, mọi hiện hữu đều là khổ trần hay là giả thiết mà thôi. Thứ hai, nếu mọi hiện hữu là khổ thì tôi thích cái gì cũng là thích trong trong khổ, mà nếu tôi thích trong khổ thì là tôi đang đầu tư thêm khổ mới. Và cái thứ ba, nếu muốn ra khổ thì anh không có nên thích nó nên đuổi. Tôi e là bài giảng này nếu tôi giao tôi về nghe là ba lần phải không? Cái thứ ba, cái thứ ba, muốn thoát khổ thì đừng có thích trong khổ nữa. Sự vắng mặt của tham ái chính là gì đấy? Nhớ được nghe này, sự vắng mặt của tham ái chính là gì đấy? Ngay lúc nào ta không còn sắc cái gì nữa thì đó cũng là lúc ta không còn khổ nữa. Ý suy cho cùng, tại sao chúng ta sợ ở cái này, tại sao chúng ta ghét cái kia, là bởi vì chúng ta còn có thích cái này và còn mê cái nọ. Để ý được về cái chúng ta không biết nó lại. Và cái này biết ghê, ai mà còn thích người ta ghen, nó còn bị nghe chửi nó tê. Từ lâu lắm rồi, tôi dĩ nhiên tôi còn thà một cặp cặp. Mà từ lâu lắm rồi tôi cũng chạy một điều, là hãy nghi ngờ tất cả lời khen, tất cả đủ trường, tất cả lời chào hỏi, cái đủ thái của mình. Mà nhờ cái chỗ mà tôi biết ghi lời những lời khen cho đến khi mà tôi tính chất tiện phi, tôi thanh thản. Thanh thản đó là tôi lừa mình thành thánh, bởi vì khi mình không quen cái ngọt, mình cảm thấy mình còn khóc. Cũng rất là sao vậy không? Là bởi vì khi mà tất cả cái gì nó thích, nó đem có thích thú với cái đó, tất với tất cả niềm tin yêu, tin cậy. Và mình người lớn cảnh giác. Cũng rất là tương tự kẹo mà nó nhập với tất cả niềm đam mê một mình thì quả ra thấy dễ thanh thản cảm thấy thích. Mình đã đồng tình rất là tận, và khi mình cầm con dao á, mình không có coi nó là món đồ chơi, cho nên mình không có nhìn con dao với tất cả cái niềm tin yêu tin cậy. Cho nên là cái tay á, mình không có khóc như người được thích. Còn nếu thích tất cả cái gì mình chơi được thì nó chơi với tất cả những tin cậy, tất cả những đam mê. Cho nên khi mà họ bị đau ấy thì một nửa là điều phải nó khóc. Cái con cáo chạy thì mình trưởng thành một chút. Các bạn, mọi thứ chỉ là một chơi thôi. Tôi thường không được chơi là an toàn. Còn nếu mà chúng ta sai được thì là bị khổ. Cho nên ở đâu có đam mê thì nhất quán sẽ đâu có đau khổ. Còn ngọt thì tới lúc mà gặp mắt
cái chai khổ cái chai nha. Rồi cái thứ tư, giờ mình nhắc lại cái thứ một, mọi hiện tượng đều là khổ kém tiến hay tiến tiến, cho nên tất cả những gì ta thích đều là thích trong cái khổ. Và cái thứ ba, muốn thấy khổ thì đừng tiếp tục yêu mê nó nữa. Và cái thứ tư, muốn thấy đam mê là chúng ta mới chứng thành bát chánh đạo, tức là chánh đạo. Thì nắm được cái nội dung của vô thế đó, thì chúng ta mới bắt đầu hiểu được cái do cái gì vậy. Do không hiểu vô thế là gì nên người ta mới trốn khổ tiền của mình, cả là làm ác làm gì. Làm ác tức là các sanh trầm cảm tự tham sanh si và tạo bụng hạnh, trốn khổ tiền của mình cả đó thì tốt. Còn cái là hạng thứ hai là trốn khổ tiền của mình, cả là làm ác tức tự sao lên đến đời thất nạn của họ cũng rớt trở về nơi người đó. Mày kể chứ, cho nên do có vô minh nó mới là chia cho ba hành, mà do có hành nó tức là do có nghiệp thì ác nên nó thích là thích tay lành, do có thích nó mới có danh sách, tức có nghĩa là danh sách đầu đời đấy, và do có danh sách đầu đời cho nên ta mới có đủ sáu căn hay không. Thì sao ví dụ như bây giờ vì cái mục đích hình ảnh âm thanh mùi vị là phật ra nên tôi tái thành ra là đội giới, còn cái gì mà tôi được trở lại đội giới mà tôi sống trong cái môi trường nào bối cảnh nào hoàn cảnh nào thì có điều là một việc của một thứ của tình hình nha. Nhưng mà cái gì đầu tiên tôi còn thích ở trong cái cảnh giới nào thì tôi sẽ quay lại cảnh giới đó. Cho nên ở đây là tôi ôn lại cho bà con sơ và dẫn chuyện lại. Do vô minh trong quốc tế nên ta mới tạo các nghiệp tình ác, do tạo nghiệp tình ác nên mới có các phẩm luân thai, và từ đó là mới có sáu căn thành công. Mà sáu căn là gì? Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, tai, ý. Và chúng ta nhớ thế này, với một người có tu tập thì cái mắt thấy tai nghe nó không là cơ hội để tiền não xuất hiện. Còn mình do nghiệp đời trước mà mình đời này sinh ra trong một cái bối cảnh giàu có sung sướng thì chúng ta thưởng thức cái quả lòng đỏ bằng không làm sao. Còn do quả nào đời trước bây giờ chúng ta sinh ra mình các bạn tập nghiền lòng đỏ bằng thì chúng ta tự cảm nhận chúng ta bây giờ biết cảm bất toại bằng không làm sao. Như vậy thì làm ác hay làm thiện thì nó cũng đều là cái điều kiện để mà tạo ra sự có mặt ở trên đời này. Và tôi nói lại, dầu quý vị có thành công độ đạt được mỹ mãn hạnh phúc trong hôn nhân trong sự nghiệp thì mặt sẽ không đưa ra việc tới chính quý vị, không có gì mà ta nát cho bằng nhìn một hai ông phụ quả bảo nhất cho đi trên đường. Nếu mà đi đây mà một cuộc tình đẹp thì sao thì đến đó lúc lên một cánh của lại quên đến đây họ đã có gì sống nó để hôn nhân chúng ta vào tận cuối cùng buổi sáng cũng như cái nào cũng thấy cái nào tức là nó đẹp trong đó thì nó cũng kết thúc, mà nó có xấu nó cũng kết thúc. Và hôm trước cách đây mấy hôm tôi ngồi trên cái giường ở Sài Gòn, tôi lúc bây giờ là chuyến bay từ Sài Gòn nhận ra một chuyện mà xưa giờ tôi nghĩ là hè đây thấy đó là đời sống, đó là hành trình, đó là một cuộc đi. Mà đã là một hành trình, một mục tiêu thì bắt buộc phải có đích đến, mà đích đến chính là cái chỗ kết thúc của hành trình. Cho nên cái đẹp của một chiếc tiên nó không phải nằm ở chỗ đến mà đẹp trên đường đi, thì khi nó đến rồi thì nó đã kết thúc rồi. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, tôi không biết hay là tôi nói tôi nhắc bạn đi, cái bộ phim là đời sống đó là cái đỉnh cao của nó, cũng chính là chỗ kết thúc của mình. Trong buổi chỉ huy thì tôi biết về những vật tôi biết vài đến xích người, tôi nói là cái cách thức khi mà là thơ nó cũng nghe là cái mùi thơ đó là mùi tử khí của chúng ta, cái tử khí để biết là cái mùi sáng chết. Khi mà quý vị bắt đầu có sự nghiệp thì cũng nghe là cái vị sống lên làm thờ rồi, nó bù vàng như vậy rất là đau. Thế nhưng mà từ đó trong chùa mà chỉ hỏi chùa nếu ăn trước mặt tử vô chùa thì nhìn nó lo mình cầm tử mong mà cho mình bắt cắt được này cả đen chứ họ không cho. Thế lúc mình làm chương trình là mọi tử mình làm pháp sinh mình làm giảng sinh mình cố gắng nhiều tiền nó được biểu tượng
Hồi xưa ăn đường thì không được ăn, bây giờ được ăn thì thẳng không đường. Cái bộ phải không? Nha. Cho nên nghĩ này đó. Để tưởng sao? Cho nên cái hòa thượng lên đó là ông tư ký làm tan nó rồi bắt đầu lên bàn thờ. Nếu còn duyên còn phước quay trở lại thân người thì sao? Cái tuần vào cũng ra duyên, ốm ho ngày mò ở ngôi chùa quê nào đó. Để cứ vậy thì cũng con đường xin em đi. Dầu đã nhắc nghi gì mẹ bảo phước đi. Cái bậc trả lời con đường thủ. Cũng đúng ta cũng tiên hào thì cũng ghẻ sắp tối trong tủ em cũng lỏng trong tủ mặt. Từ em từng một cái kiến nào đó trong tạo nghiệp. Rồi lên thẳng hoàng hậu. Cho nên không có gì là muộn màng các bạn. Theo đó một tí, theo con toán. Tỉnh ở đâu thì đãi cái quên đó thì còn nhớ. Tỉnh là đãi. Còn nhớ không? Âm thanh là sao cho các bạn, anh lên ở đâu thì xuống làm cái đó. Cứ lên từ bệnh tuần, cho nên sanh bệnh gì đó là hai cái mặt của tuần tiền. Sau cái bệnh đấy, dưới mọi thân trên cái thân sầu thiên thân. Các nó nói rằng là mơ mộng, ra là bệnh, chứ không phải là lời. Sau bệnh đấy, không có sống thì bệnh chết, không có vui thì cũng không buồn. Và thế giới này nó sẽ ra sao nếu mỗi thứ khi tập buồn nó không thay đổi. Và khi thay đổi đó thì bệnh gọi là sanh diệt, gọi là vô thường. Trong cái vấn đề đầu tiên là cái này, cái phần ngày sáng ngày cho vua ở đây là Như Lai nhìn nhận có tính cảm giác trong đời. Tuy nhiên hãy nhớ rằng không bao giờ có chuyện hai sắc na tâm cùng có mặt một lúc, và hãy nhớ rằng mỗi sắc na tâm chỉ một cảnh mà thôi. Và nếu vậy thì cái con người vĩ đại cách đây 5 phút không phải là con người bây giờ. Con người bây giờ là chỉ là sự tiếp nối của con người trước đây mà thôi. Cái sâu của cái vấn đề đầu tiên này đó. Vua Vajrayana hỏi Phật về một vấn đề rất là thời sự mà cũng rất là thời thượng. Có hỏi Phật ngày nghỉ gì về cái gọi là gian sắc trong xã hội. Và vua cũng xin cho một lời khuyên, một lời dạy để mà vua có một cái nhận thức đẹp hơn, đúng hơn và cần thiết hơn về cái gọi là sự khác biệt của nghèo giàu sang nghèo trong xã hội. Thì cái lời dạy thế này, cái giá trị thật sự của con người nó không nằm ở cái chỗ xuất thân. Cái giá trị thật sự của con người nó không nằm ở cái chỗ anh nhận được cái gì từ cuộc đời, mà nó nằm ở cái chỗ anh đã trao ra cái gì. Cái giá trị đó tôi nói với con như là có gì mà trên đời này, cái đời sống của họ nó chỉ là sự đóng mặt chứ không phải là sự đóng đó. Và cái của họ chỉ là sự mất mặt chứ không phải là sự mất mát trên cuộc đời. Nó không kiểu thế đó. Người Việt Nam em có những người mà cái sự có mặt mà trên đời này nó chỉ là sự góp mặt chứ không phải là đóng góp. Và từ đó có những cái chết nó chỉ là sự góp mặt chứ không phải là sự mất mát. Và những gì một con người nó lớn bằng cái khoảng cách mà ta để lại cho người ta đi. Cái đó là khó nghe không? Với các bạn, cái giá trị của một con người nó tùy giá trị của con người nó nằm ở nó to bằng cái khoảng trống mà ta để lại sau khi ta không còn nữa. Ví dụ như hòa thượng Bình Sĩ, hòa thượng mất năm 80 và từ đó đến nay phải nói rằng Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Việt Nam không có được một nhân vật số 2 mà có thể sắp sửa vào trong của hòa thượng để lại. Và Đức Phật cũng vậy. Trong kinh viên rằng vào cái canh cuối của dòng tháng 4 năm đầu tiên của Phật lịch, tức là 623 trước Chúa Giêsu, thì vào buổi sáng có Đức Tôn chính thức đại diện của Phật trở lại. Và từ đó đến nay chúng ta biết rằng không một nhân vật nào trong được thiên hạ nữa. Và cái khoảng cách của trở lại không chỉ đến hành tinh này mà còn là còn trong vô số thiên hà, vô số vũ trụ. Tức là kim thiên và thiên trong chìm nổi không gian, nếu có thắc mắc, có đau nó, có tham thức, có tan trở thì cũng không biết rõ nữa là không. Cái quả cảm thấy tôi lại lương quá.
cho nên sự có mặt của họ có phải những người phần lãnh đi chung, nhưng cái sự có mặt của họ nó là một sự đóng góp, và từ đó cái sự ra đi của họ đó là một sự bất bại. Từ đó có nhiều người lúc họ sống thì lại lớn mặt lớn mặt gian lên, cho nên khi họ chết thì họ chỉ để lại sự bất mặt thôi, cái chết chỉ là sự bất mặt chứ không phải là cái sự bất bại. Và tôi có một hình ảnh rất là ác và tôi nói đi nó lại bài đó là có nhiều người sống lâu chứ không được ngủ, có người sống lâu không được ngủ cá hay không có biết hai cái này được hai cái này cá không, có nhiều người sống lâu quá chỉ không được ngủ nhưng có nhiều người sống lâu đã được ngủ. Hôm nay mà cáo nhổ mua cạp lông kiếm được nhiều tiền mà tôi biết giường của nhiều người trong chúng ta mà chết là bỏ cáo cái tiền công ty nó liền cái tiền, cho nên mình thấy rõ ràng một bên là ống nhổ nó dơ đến giường nào vậy mà hôm nay nó khổ không, nhưng mà đôi khi cái cảm cái salon cảm cái giường mình nó to thùng như vậy nhưng mà chết đến đâu đến khi mình có đồ khổ này, cho nên có một câu thần chú mình nên niệm mỗi ngày tôi sẽ trở thành đồ khổ không phải là đồ khổ. Và cái sự đóng góp của tôi nó sẽ là sự đóng góp chứ không phải là sự đóng góp. Và tôi sẽ sống như thế nào để mai này tôi đi ấy, tôi để làm sự mất mát cho con này chỉ đơn giản là sự đóng góp. Không phải mình cầu danh, không phải mình cầu danh, mà cái vấn đề là mình đóng góp được cuộc đời bao nhiêu nha. Cho nên tôi đã là một cái dạy một điều rất thú vị, ngọn lửa là tôi xuất xứ như thế nào không quan trọng, miễn là nó có thể tạo ra sức nóng và sáng hay không là thôi. Đó là ví dụ không thể hơn, đó là ví dụ không thể hơn. Nhằm tức là đợi cái sức tính của ngọn lửa nó không quan trọng bằng chính những cái mà nó mang lại, đó là hơi ấm và ánh sáng. Cho nên chúng ta có sức thân như thế nào thì nó quan trọng. Tôi biết Phật dạy rằng trên thế giới này có 4.000 người từ tối, từ sinh ra trong tối và đi về ánh sáng. Cái thứ hai sinh ra trong ánh sáng và đi về bóng tối. Có những hàng sinh ra bóng tối và đi về bóng tối, và những người sinh ra ánh sáng và cũng trở về ánh sáng. Sinh ra bóng tối và trở về ánh sáng là sao? Sinh ra trong một cái môi trường, một bối cảnh, một hoàn cảnh không có lấy gì là thoải mái, nghèo, tàn học, lao động phát tài. Trong một gia đình không ra gì, trong xã hội không ra gì, trong một đất nước không ra gì, trong một hình hài không ra gì, trong một điều kiện, một bối cảnh, một hoàn cảnh không ra gì. Tuy nhiên từ cái chỗ không ra gì đó, người ta đã nỗ lực để tạo một hoàn cảnh gì đó, đủ lực cho là mình. Lúc bây giờ người đó được gọi là từ bóng tối đến ánh sáng. Còn người bạn có những người anh sinh ra trong một bối cảnh rất là tuyệt vời, thậm chí là hoàn hảo, nhưng mà cái kiểu đó của họ là cái chết của một người đi xuống nước hạ hay là đứng đường nha. Thì bây giờ nói được là sinh ra trong ánh sáng và trở thành một bóng tối, còn nay người ta có cái đó nó thành ra trong bóng tối rồi trở về tối luôn, nó thành ra trong sáng rực và nó tìm được một sáng hơn tại vì hiểu được. Cho nên khi cô hỏi Phật có khác biệt nào, có điều gì cần nâng quyết về các giải pháp xã hội, thì Đức Phật này dạy rằng đó là cái sự khác biệt của từng người của thế giới này không phải sự thân mà là sự nỗ lực của họ ngay trong từng sống. Rồi là này có ví dụ rất đẹp, sức xíu của ngọn lửa không quan trọng mà cái quan trọng là cái sự lớn của anh trong cuộc đời đó là cái âm vàng và âm vàng nha. Thế đây ngày mới đưa ra năm thứ sáu ra một phần rất rõ chỗ này thôi, chỗ này thì mình nói năm pháp nhưng mà chỗ khác lại nói ba pháp, hai pháp, tám pháp, mười lăm pháp nha. Chứ đừng có cứ cái chỗ nào bất cứ chỗ nào cũng bóc chỗ nào mà ra cũng nghe được mà nha. Nghe chỗ này thôi. Sẵn đây được luôn. Trước một câu hỏi giống nhau, nhưng mà trước A còn trả lời khác, trước B là trả lời khác hơn. Vì sao? Là vì ông thầy mà họ lao, ông đem lại cho học trò cái mà họ có, hiểu? Còn các ông thầy giỏi đem lại cho học trò cái mà họ cần, không bị lao cái nào. Cái nhà hàng tiện ấy là nó cung cấp cái thứ mà khách muốn ăn, còn cái nhà hàng giòn nó bán rồi khắp cái mà nó có.
thì thấy chắc là làm sao mà mình có ăn nước mắm, con tưởng đây nó lấy thịt hai con đi môi ra con được cái ăn nước mắm. Nhưng mình ấy, cái thứ bằng mấy quá cấp bên đường mà thì nó có bao nhiêu bán như mình. Cho nên đối với một vị thầy không phải là thực vật thì chỉ có khả năng cung cho học trò cái mình có hoặc là cái mà mình muốn trao cho nó, nhưng mình có đánh giá không? Thế mình sẽ đánh giá dạy cho người ta, trao ra cho người ta cái người ta cần. Đó là lý do tại mà bắt bắt rồi người ta khóc. Có nhiều hơn kinh nói rằng Đức Phật nằm nghỉ trong những giờ đồng hồ sau tù thì tôn giả của Phật Quan Âm đứng trên mặt Đức Phật và gặp cái hoàng hoàng. Thế mà nói thế này, của Phật Quan Âm tránh sang một bên từ đứng che đến mặt kia lai như lời vì của Phật Quan Âm rồi ngã ra nó hỏi Thế Tôn là vì sao vậy, vì sao mà tôn giả của Phật Quan Âm đứng qua hỏi cái câu Thế Tôn là thiên đứng tránh một bên. Thế mà ngày này có vô lượng kim thiên tạp thiên trong vô lượng vũ trụ đến chầu hầu cái mong chi ngưỡng như lai này cuối cùng họ tiến thì có nhiều người có nhiều vị trời kim thiên tạp thiên cái nước là người ta cho nên chậm lắm vị nổ câu không ăn đậu không phải mẹ không đi để mà gì ta có những vị trời khi nghe thế giới tu tập hỏi nhau chuyện gì đâu thì được trả lời rằng thế là bồ tát giác rằng thì trong bộ phận nghĩ rằng đó là bồ tát từ xuống hậu lúc mà họ xuống được thì mình chết không biết bởi vì kiến thức là người hiện nay chuyện gì làm được hôm nay chuyện gì làm được hôm nay thì ta nên để ngày mai thế nào cho nên đấy rồi các vị sẽ thắc mắc chiên thiên và tất nhiên nhãn mà tại sao họ không có nhìn xuyên qua từ nghiệp của Quan Âm cái điểm đặc biệt là thế là nếu mà bị một vị thì nghe khác nghe cả cái đó là một liên ví dụ như vậy các vị đến cái chiên thiên họ thấy nhìn họ coi như không có nhưng mà riêng cái nghiệp của Quan Âm là không khi mà ngày đến cái đó cái điểm đặc biệt thì chiên thiên không thể nhìn xuyên qua cái này được cái gì nghe có cái hàng nghe rất là nhiều tại đây mà cái gì ngày là cái người chăm sóc cái ngôi mộ khác không để cho ăn sâu ăn bò ăn chó ăn con nít nó phá nó làm dơ nó còn khác chỉ vì cái hành nghiệp đó mà đời đời người ta ra không bao giờ mất trọng luôn luôn không có trong cái sự yên tâm thanh thản và điểm đặc biệt cái cuối cùng thì đã ra hết rồi thì chiêm thiên có thể nhìn xuyên qua núi xuyên qua tường xuyên qua đá xuyên qua gỗ nhưng không được xuyên qua tất cả đặc biệt. Thì tôi muốn nói rằng đó là cái giá trị của mỗi con người chúng ta trên trái đất này không nằm ở chỗ ta định nhận cái gì mà nằm ở chỗ ta trao ra cái gì và ta sống thế nào để chúng ta là một ngọn lửa. Mà đã là một ngọn lửa thì cái giá trị, cái đáp ứng, cái ý nghĩa của nó là ánh sáng trong đời ấm. Khi chúng ta có thể trao cho một đời những con lớp nhất định nào đó thì cái sức mạnh chúng ta không quan trọng. Các vị bác sĩ có bao giờ các vị hỏi bác sĩ quê ở đâu không? Cái đâu mà quan trọng là bác sĩ đó ông biết chữa được cái bệnh của mình hay không? Thậm chí là quê một người mình cũng không nên hỏi quê người ta làm chi lại cũng nói quê nó là một chỗ mình ghét không nên hỏi thương ai thương thương người ta thương thương quê người ta cho nên là cái vấn đề thứ hai mình có thể dạy đó là cái sức sứ của một mọi người đó không quan trọng mà cái quan trọng là cái đóng góp của nó cho cái cuộc đời này. Yes, rồi các bạn à quên ở đây ngày dạy cái này là dầu giai cấp nào mà thành tựu năm cái này nè thì coi như là cái này đó đã xong không buồn kiếp người. Một đó là có được cái niềm tin nơi nơi Đức Phật, thứ hai nữa là có cái từ cái điều kiện và biết cái điều kiện xử lý thì là sức khỏe và số ba là chân thành, thứ tư là tinh tấn và cái thứ năm là có trí.